hiếm có một con đường nào trên đất nước ta và nước bạn Lào là chứa đựng trong đó những cột mốc của lịch sử như quốc lộ số 9. Một tuyến đường chỉ dài hơn 300 km, vắt ngang xứ Đông Dương, chạy từ Đông Hà, Quảng Trị lên bờ đông sông Mekong thuộc tỉnh Savannakhet, nước bạn Lào. Nhưng lịch sử của cuộc kháng chiến vệ quốc hôm qua hay công cuộc mở cửa hội nhập hôm nay đều gắn bó mật thiết với nó. Với đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nhắc tới đường 9 là nhắc nhớ những kỷ niệm không phai, bởi ông đã từng chiến đấu và trực tiếp chỉ huy chiến đấu cấp trung đội, đại đội trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, cùng đồng đội lập công xuất sắc, góp phần quan trọng vào chiến công chung của toàn mặt trận. Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh thường hay đọc những cuốn sách về lịch sử và danh nhân. Những trang viết về quê hương Thạch Đà, ông nói với những đồng chí của mình, lịch sử là nguồn cội, là những bài học thiết thực cho hiện tại và tương lai. Từ nhỏ, đồng chí Phùng Quang Thanh đã rất tự hào về quê hương mình, nơi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, lãnh đạo nhân dân, giành được độc lập và định đô tại Mê Linh. Lúc mà còn đi học ở trường phổ thông ấy, thì tôi cũng đã được học những cái bài thơ giáo dục về truyền thống cách mạng của quê hương Hai Bà Trưng, truyền thống yêu nước. Bà Trưng quê ở Mê Linh, cho nên là cái đó là rất tự hào. Và cũng đã có một số lần là được đi xuống dự các cái lễ hội ở đền thờ Hai Bà Trưng ở xã Mê Linh của huyện Yên Lãng lúc bây giờ. Thế và quê hương tôi thì cũng lại là một cái quê hương mà có truyền thống cách mạng. Đấy, rất nhiều đồng chí là hy sinh trong kháng chiến hay chống thực dân Pháp, hay chống Mỹ cứu nước. Nó có một cái động lực, đấy, nó thôi thúc. Đấy là mình tham gia vào để phát huy cái truyền thống của quê hương. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, huyện Mê Linh là vùng đất bị quân thù tạm chiếm, là địa bàn chiến lược sát cạnh và án ngữ phía Tây Bắc thủ đô Hà Nội. Giặc Pháp đã xây dựng cứ điểm Mai Khê trở thành một vị trí phòng thủ lớn, nằm trên đê Đại Hà, thuộc tuyến phòng ngự hữu ngạn sông Hồng, chống lại hoạt động của du kích vùng địch hậu. Địch đóng tại vị trí này nhằm uy hiếp nhân dân và càn quét, lùng sục các đơn vị chủ lực cũng như du kích của ta ở Yên Lãng, kiểm soát đường giao thông giữa huyện Yên Lạc và huyện Yên Lãng, ngăn chặn ta mở rộng khu du kích, bảo vệ đường giao thông bằng đường thủy của chúng trên sông Hồng. Xã Thạch Đà, quê hương của đồng chí Phùng Quang Thanh, là vùng đất cổ nằm ở tả ngạn sông Hồng, có bề dày lịch sử cả về mặt kiến tạo địa chất lẫn văn hóa. Một trong những chiếc nôi của nền văn minh lúa nước sông Hồng, Thạch Đà hiện là một trong 17 xã của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là thành phố Hà Nội. Đây là vùng đất nửa đồng nửa bãi, chủ yếu là vùng đất thuần nông, vừa là tên làng nhưng cũng là tên xã. Đền Thạch Đà có từ thời đầu Công Nguyên, thờ ba vị nữ thần dòng dõi Hùng Vương giúp Hai Bà Trưng đánh giặc Tô Định là Ả Nương, Lã Nương và Mị Nương, do vậy còn gọi là Đền Bà. Đền Thạch Đà cũng có những thăng trầm cùng lịch sử. Cùng với thời gian, nắng mưa, lụt lội và chiến tranh, ngôi đền bị phá hủy hoàn toàn. Tuy vậy, dân làng vẫn cất giữ được một số đồ thờ quý giá. Sau hòa bình, nhân dân Thạch Đà góp của góp công, xây dựng lại và đến năm 2012, ngôi đền được trùng tu xây dựng to đẹp, khang trang, làm nơi hương khói thờ phụng ba vị tiền bối, nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ của quê hương, phù hợp với tâm nguyện của nhân dân, thỏa mãn nhu cầu tâm linh hướng tới điều thiện, là cầu nối quá khứ với hiện tại, có sức gắn kết nhân tâm, tình làng nghĩa xóm. Ngôi đền là thờ tam vị nữ đảng thần, là các vị tướng từ thời Hai Bà Trưng và thời Hùng Vương, là Ả Nương, Mị Nương và Lã Nương.
Cái ấn tượng mà anh Thanh nhiều lần nhắc lại là khi mà tôi viết cái cuốn Thạch Đà quê hương yêu dấu đó, thì tôi có lấy cái cổng đền để làm cái bìa cho cuốn sách. Thì ở cái cổng đền ấy có một đôi câu đối: thập phương chiêm bái cầu thánh đức, tức là khách ở muôn phương đến đây cầu đức thánh ở đây, nhất tâm đỉnh lễ phúc hà sa, tức là nếu một lòng cầu cái sự an vui cho dân thì bản thân gia đình mình cũng được phúc lộc đầy nhà. Phúc hà sa tức là như cát ở sông. Đấy là đôi câu đối ở đền Thạch Đà là có ý nghĩa rất là lớn. Và đấy nó đã là một cái nơi đấy mà có thể nói là cái điểm nhấn về mặt giáo dục ý thức cho người dân. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, Thạch Đà có vị trí chiến lược quan trọng trong hệ thống phòng tuyến chống du kích thâm nhập cơ sở, bảo vệ bọn chỉ huy Pháp đóng ở Phúc Yên. Tháng 10 năm 1949, thực dân Pháp bắt đầu càn quét xung quanh vùng Phúc Yên, trong đó có Thạch Đà. Tháng 12 năm 1949, Pháp chiếm đóng Thạch Đà, xây đồn bốt, khống chế cuộc chiến tranh bảo vệ xóm làng của dân quân du kích nhằm cắt đứt liên lạc với vùng tự do. Hưởng ứng phong trào tiêu thổ kháng chiến, giao làng kháng chiến, quân và dân xã Thạch Đà đã anh dũng, kiên trung, chống càn, quấy rối địch, bảo vệ cán bộ kháng chiến, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Vì cái Thạch Đà này trước là quê làng chiến đấu, coi là hầm hố, là kéo đi kéo lại ra như thế, là cái đội quân du kích của xã Thạch Đà lúc bây giờ là như thế có 25 người. Đến khi cách mạng thành công tháng 8 ấy, thì bây giờ là như thế này, nói chung là ở đây nó là cái nơi mà huyện nghị nó ở nhiều, phản động những cái tôn giáo các thứ nó ở, nên là đảng viên là ít không có. Đảng viên là như thế, là lúc bây giờ được có 3 người. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Đà đã xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, làm nơi yên nghỉ của những người con quê hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Trong đó có liệt sĩ Phùng Quang Sức, thân sinh đại tướng Phùng Quang Thanh. Hồi 9 năm chống Pháp, cụ Phùng Quang Sức làm bí thư chi bộ kiêm chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính xã, lãnh đạo phong trào kháng chiến ở địa phương. Năm 1950, địch tập trung càn quét vào chùa Cư An ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, nơi cụ và các cán bộ Việt Minh đang ẩn nấp. Cụ bị địch bắt, đưa về Bút Mai Khê ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh và bị chúng tra tấn rồi giết hại. Nhận được cái tin cái thằng xã ủy này báo cái thì là nó điện cho cái thằng Thanh Tước. Đấy, nàng Cư An có Việt Minh nó nằm trong chùa. Đấy, thì hai cái cánh quân nó sập đại luôn. Cánh quân Phú Mỹ với cánh quân ở Thanh Tước, cái thì Thanh Tước nó gần cái nàng Cư An đấy, nó quay băng ngay kín nàng Cư An lại. Thì bây giờ là như thế là quân ở Phú Mỹ nó xuống, hai đội quân nó xuống cái nó bắn phủ đầu ngay, bắn thẳng ngay vào trong chùa. Đấy, nên nó bắt xong cái thì nó đưa về ngay Phú Mỹ, nó giữ ở Phú Mỹ 3 ngày. Đấy, xong cái thì là nó chuyển, nó giải theo đường D, nó giải về Mai Khê. Thắp hương và đứng hồi lâu trước ngôi mộ của cha mình, đồng chí Phùng Quang Thanh bùi ngùi xúc động, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Và cũng với tình cảm ấy, lần nào về quê hương, ông cũng đến nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tưởng nhớ cha mình và đồng đội, để càng thấm thía hơn cái giá của hòa bình, độc lập, tự do. Chính tại nơi này, liệt sĩ Phùng Quang Sức, thân phụ của đại tướng Phùng Quang Thanh, đã bị địch tra tấn rồi giết hại ngày 21 tháng 5 năm 1950. Các cựu chiến binh của Trung đoàn 246 và nhân dân địa phương không quên công lao của các anh hùng liệt sĩ, đã vận động quyên góp kinh phí để xây dựng bia chiến thắng Mai Khê. Hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đại tướng Phùng Quang Thanh và phu nhân lại về dâng hoa, thắp hương
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia chiến thắng Mai Khê. Đây là một di tích lịch sử ghi dấu chiến công của các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 246 và dân quân du kích địa phương suốt những năm trường kỳ chống Pháp. Đặc biệt là trận đánh Công Đồn đêm 20, rạng sáng ngày 21 tháng 4 năm 1953. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 246 và du kích địa phương đã mưu trí, sáng tạo, dũng cảm tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở cứ điểm Mai Khê, làm nên chiến thắng Mai Khê lịch sử. Chiến thắng này đã tạo niềm tin tưởng, phấn khởi cho lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tiếp tục chiến đấu, góp phần tạo nên thắng lợi chung của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp. Trường tiểu học xã Thạch Đà, trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái là cái nôi ban đầu nuôi dưỡng ông trên con đường trở thành vị tướng, một cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội. Phòng truyền thống của nhà trường còn lưu giữ nhiều bức ảnh kỷ niệm về mái trường và những lần Đại tướng Phùng Quang Thanh về thăm trường. Tình nghĩa thầy trò, kỷ niệm không quên, ký ức của một thời gian khó và tấm lòng của người dân Thạch Đà với giáo viên đã được nhiều thầy cô giáo và những người bạn thuộc học trò của Đại tướng Phùng Quang Thanh kể lại, ghi chép lại, viết thành sách để giáo dục truyền thống của trường và quê hương. Tôi đặc biệt cảm động là năm 2005, lúc đó anh Thanh là thượng tướng, tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Thế và Thạch Đà có mời tôi về Hà Nội, thì trong cái hội trường rất là rộng lớn. Lần đầu tiên thầy trò gặp nhau, tôi vừa mới vào cái thì từ bên phía bên kia hội trường, anh Thanh chạy ra đó. Và tôi bảo thôi tôi ngồi đây với các em học sinh, anh Thanh bảo không, thầy vào trong này thì em. Đó là cái điều mà gây ấn tượng rất là đặc biệt. Rất là xúc động. Chính quyền cách mạng và nhân dân xã Thạch Đà ghi nhớ công lao của cha ông, một liệt sĩ chống Pháp, đã tạo điều kiện để ông được ăn học từ nhỏ đến khi nhập ngũ. Tấm gương của Hai Bà Trưng, của Phạm Hồng Thái đã hun đúc tinh thần yêu nước trong chàng trai trẻ Phùng Quang Thanh. Ông là con duy nhất của liệt sĩ được miễn đi bộ đội, nhưng ông đã tình nguyện viết đơn gửi xã đội và huyện đội xung phong nhập ngũ để được vào miền Nam chiến đấu. Cũng như bao thanh niên cùng trang lứa, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 7 năm 1967, chàng thanh niên Phùng Quang Thanh lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Sau một thời gian huấn luyện ở miền Bắc, đầu năm 1968, chàng lính trẻ Phùng Quang Thanh tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Đơn vị ông đóng quân ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trinh sát. Nhiều lần tiểu đội trưởng Phùng Quang Thanh cùng tổ trinh sát vào căn cứ địch điều tra tình hình, giúp cấp trên chỉ huy tác chiến giành thắng lợi. Với tinh thần chiến đấu quả cảm và phấn đấu không mệt mỏi, ngày 11 tháng 6 năm 1968, Phùng Quang Thanh được kết nạp vào Đảng. Trung tướng Khuất Duy Tiến vẫn còn nhớ như in về những ngày đầu năm 1971. Khi đó, ông mang quân hàm cấp thiếu tá, vừa được cấp trên bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng trung đoàn 64, sư đoàn 320. Ngay sau đó, trung đoàn 64 được lệnh cơ động vào chiến trường Nam Bộ, nhưng đang trên đường hành quân thì có điện của thiếu tướng Lê Trọng Tấn, phó tổng tham mưu trưởng, yêu cầu trung đoàn 64 dừng hành quân đường dài, quay sang trạm 4, bản Đông, địa phận phía nam nước bạn Lào để nhận nhiệm vụ mới. Trong tay không có bản đồ, ông phải liên hệ với trạm giao liên nhờ dẫn đường để tổ chức cho bộ đội đi xuyên rừng đến điểm hẹn. Dùng trinh sát cắt góc phương vị và đi. Thế thì cũng có một cái điều rất may cho trung đoàn và cho chúng tôi, tức là đi ngang đến dọc đường ấy, thì lại gặp được cái đồng chí Núi là trung tá, là cán bộ của phòng tác chiến Bộ Tư lệnh 559, mang theo bản đồ và cũng là mang theo người để dẫn đoàn cán bộ của chúng tôi vào chiến trường. Thế còn khi mà đoàn cán bộ đi ấy, thì chúng tôi cứ là theo kiểu cuốn chiếu, đi đến trạm nọ thì lại quay cho lên truyền đạt quay về để đón đồng chí Ngọc là trung đoàn phó dẫn quân, là cứ như thế đi vào. Đấy, cái cách làm của chúng tôi là như thế, cho nên là bảo đảm được cái thời gian đúng theo mệnh lệnh của bộ, là vào khi mà tiểu đoàn 9 vừa đặt ba lô xuống thì địch cũng nhảy dù ra đồi không tên, mà là tổ chức đánh ngay cái trận và tiêu diệt cái tiểu đoàn dù ở phía bắc căn cứ vào bốn. Vừa hành quân đến nơi, trung đoàn 64 phải tổ chức chiến đấu ngay.
Đây là trận đánh có vị trí quan trọng đặc biệt, bởi đường 9 là đường vận chuyển chiến lược, bảo đảm hậu cần cho chiến trường miền Nam. Nếu địch chiếm được, sẽ cắt đứt tuyến vận tải của ta, đồng thời tạo điều kiện cho chúng tiếp tục thực hiện kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Trước đó, ngày 8 tháng 2 năm 1971, trên vô tuyến truyền hình, Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào các căn cứ của ta ở biên giới Việt-Lào. Hôm nay, mùng 8 tháng 2 năm 1971, tôi đã ra lệnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào các căn cứ của quân Cộng sản Bắc Việt nằm trên lãnh thổ Ai Lao. Để giữ chắc điểm cao 543, địch đưa quân tới chiếm điểm cao 535, còn gọi đồi không tên, cách điểm cao 543 gần 3 km, để chặn đứng quân ta tiến đánh căn cứ 31. Ngày 10 tháng 2 năm 1971, địch dùng đại đội 33 thám báo Ngụy có máy bay yểm trợ chia làm hai mũi tiến công lên chốt. Thượng sĩ Phùng Quang Thanh với cương vị là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 9, tiểu đoàn 9 trực tiếp chỉ huy một tiểu đội là mũi chủ yếu chốt giữ đồi không tên, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đây là trận chiến đấu mở màn cho trung đoàn 64, được trung đoàn nêu gương là trận đánh nhanh, diệt gọn, đạt hiệu suất chiến đấu cao, gây khí thế thi đua chiến đấu lập công trong toàn trung đoàn. Từ ngày 10 đến ngày 13, ta với địch là giằng co nhau cái điểm cao 535. Vì cái điểm cao này rất quan trọng, nó là một cái giải. Từ đó nó ăn theo lên đến 543, đến chỗ sở chỉ huy của Lữ Dù Ba. Cho nên là ta với địch đã giằng co. Ngày mùng 10 nó chiếm không được, mình đánh nó thì cái thằng nó lấy mình khẩu cối, thì cái thằng đại đội trưởng thằng Hoàng ấy, đại đội 33 ấy, bị diệt. Thì cho nên là ngày 11 12 nó vẫn giằng co với mình, nó chưa quyết định. Đến ngày 13 thì nó quyết định nó đổ quân nó chiếm cái đó, nó thấy cái đó là cái rất giá trị, nó phải chiếm cái đó để nó giữ cái điểm cao 543. Lúc đó là toàn bộ anh em rất là hăng hái và rất là sông sáo dũng cảm. Riêng về địch thì khi ta đánh thì nó dạt xuống và nó lại tổ chức phản công. Nó phản công tới lần thứ ba là ta mới tiêu diệt hết được. Hai ngày sau, sáng 13 tháng 2 năm 1971, địch bất ngờ cho quân nhảy dù xuống điểm cao 535. Chúng cho máy bay giải bom, bắn pháo, ao ạt đổ quân xuống trận địa của ta. Tại một mỏm thuộc đồi không tên, nơi có trung đội 2 thuộc đại đội 9, tiểu đoàn 9 nắm giữ, ta và địch giằng co ác liệt. Thượng sĩ Phùng Quang Thanh, trung đội trưởng chỉ huy bộ đội chiến đấu rất dũng cảm. Mặc dù bị thương, máu chảy ướt đẫm cánh tay, nhưng ông vẫn động viên bộ đội chiến đấu kiên cường, bảo vệ an toàn cho vị trí chỉ huy và bảo vệ sườn cho các mũi tấn công của đội hình tiểu đoàn 9. Thì trục thăng nó như màng rến luôn, nó bay như màng rến, cứ rà hết ngoài nọ đến ngoài kia rồi nó bắn xuống, mà nó cháy lên. Thế bắt đầu đến thế là đến lên nơi đỉnh đồi của cái núi một ấy, tức là người ta nó mấy cấp này này. Đấy, nhìn sang buổi bốn đồi 456 nó chỉ khoảng độ 500 mét thôi. Thanh bảo đưa bắn thằng bên kia, bắn thằng cái đồi của địch đang đã bắn lại mình. Thế bắt đầu tôi hạ xuống thì bắt đầu tôi bắn được khoảng độ là 2/3 băng của cái LVD. Thì tự nhiên một cái là hai anh em kêu lên luôn. Thêm một cái chát một cái nằm rồi mà kia tôi bảo anh Thanh nó bắn lại mình, nó phản lại mình. Thế bắt đầu anh Thanh anh buộc ngửa ra, tôi một cái là tay tôi cầm trung liên thế này là tôi gục luôn xuống. Tôi cứ nghĩ là cấp cứu sau ổn định thì các anh trở lại phía sau thôi, thông thường là thế. Thế mà anh Thanh bảo tôi là anh cột cái tay bị thương của tôi lại vào với cơ thể của tôi cho tôi chắc vào, tôi còn đi chiến đấu. Thế tôi nghe theo lệnh đấy là tôi làm đúng như thế. Và anh còn nói thêm là đi và anh em cho tôi mấy quả lựu đạn, anh là có thủ pháo cũng được, lựu đạn được. Thế là cuối cùng là được hơn 10 quả ấy. Theo về sau này tôi biết là 17 quả. Chính anh Thanh nói và một số anh em lúc bây giờ thì cũng còn nhớ đó lại với tôi là như thế.
Phùng Quang Thanh dẫn đầu trung đội xung phong đánh tạt sườn quân địch, hất địch xuống mỏm Ba, diệt gọn một đại đội địch. Sau trận đánh, ta bắt được 9 tù binh, chúng khai là lực lượng công binh đến làm hầm chỉ huy tại đồi Không Tên. Âm mưu của địch là chiếm đồi Không Tên cùng với lực lượng ở cao điểm 543, khống chế khu vực phía bắc đường 9. Hai vị trí sẽ liên kết với điểm cao 500, tạo thành thế liên hoàn, khống chế cả con đường 16, ngăn chặn quân ta xuống bản Đông. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều, quân ta đã tiêu diệt được tiểu đoàn 6, lữ đoàn dù 3 của địch. Đây được xem là trận đánh điển hình của chiến dịch, điển hình cả về chiến thuật đánh quân đổ bộ đường không. Địch nó mạnh hơn ta rất nhiều. Nó có một cái, khi nó đổ xuống 543 ấy, nó có một tiểu đoàn 3, một tiểu đoàn pháo binh, cơ quan lữ đoàn. Đó. Mình có một tiểu đoàn, súng của mình thì làm sao bằng nó. Nó có máy bay trực thăng, có pháo, có cối. Ngay trên điểm cao 543 nó có pháo mà. Pháo trình lâm nó bắn trực tiếp mà. Chưa có trận nào đánh nó trộn trấu. Tức là nó đổ quân xuống, đổ ngay ở đầu mình đánh luôn. Đấy. Thì cái đánh đó coi như là rất khó, nhưng mà rất dễ. Khó là gì? Nếu không vững chãi, lính không dũng cảm, không thiện chiến thì chạy. Vì nó đổ ngay vào đơn vị còn gì nữa. Nhưng lính dũng cảm thì cứ thấy địch chỗ nào lao vào đánh. Đánh trộn trấu lên, thì địch hoảng hốt. Sau trận chiến đấu trên đồi Không Tên, trung đội 2 đạt hiệu suất chiến đấu cao, góp phần cùng tiểu đoàn diệt gọn một tiểu đoàn và một đại đội địch, tạo điều kiện cho trung đoàn tập trung lực lượng đánh vào điểm cao 543. Trận chiến diễn ra ác liệt với quân địch trong 4 ngày, nhưng thế trận vẫn giằng co, không phân thắng bại. Nắm bắt tình hình, ngày 25 tháng 2 năm 1971, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn 64 quyết định thay đổi kế hoạch tác chiến, chuyển từ hướng đánh bắc tây bắc sang hướng đông đông nam, tạo đòn tấn công bất ngờ. Đến 18 giờ cùng ngày, quân ta đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn dù số 3, tiểu đoàn binh hỗn hợp, sở chỉ huy của địch, bắt sống toàn bộ sĩ quan chỉ huy, trong đó có đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ trưởng lữ đoàn dù 3 của quân ngụy Sài Gòn. Về đồng chí Phùng Quang Thanh thì chúng tôi thấy rằng là đồng chí có cái hành động anh hùng. Tức là khi được lệnh của chính trị viên cho về phía sau, nhưng đồng chí đó kiên quyết không về phía sau. Rất là dũng cảm trong chiến đấu. Ngày hôm trước đồng chí đã chiến đấu một trận, cũng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày hôm sau đồng chí đã bị thương, nhưng đồng chí vẫn tiếp tục chiến đấu cùng đơn vị. Vì không có Phùng Quang Thanh thì chúng ta không có cái trận chiến đấu diệt tiểu đoàn 6 dù. Vì Phùng Quang Thanh lên tiếp tục chỉ huy giữ cái mỏm đồi Không Tên đó, thì mới khống chế được nó và chúng ta mới yên tâm chỉ huy đánh địch. Cho nên cái gương dũng cảm đó, cái gương đó gương hết sức quan trọng. Nó tạo nên cái chuyển biến cho cái trận đánh đó. Tạo chuyển biến cho trận đánh cụ thể rồi nhá. Nhưng còn rất dây, tức là cả cái dải đồi đó không có địch. Mình tiến vào, mình vây cái 543. Cho 543 bị vây. Vì địch đằng sau không có nữa. Để tiếp tục mình đánh nó từ ngày 20 đến 55, tiêu diệt hoàn toàn cái lữ dù 3. Trưởng thành từ người chiến sĩ tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, đồng chí Phùng Quang Thanh được chọn đi đào tạo ở các học viện, nhà trường quân đội, được Đảng và Nhà nước gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Ông có nhiều năm gắn bó xây dựng trung đoàn 64 và nhiều đơn vị thuộc quân đoàn 1, được giao nhiệm vụ là cán bộ trung đoàn, rồi phát triển lên làm cán bộ sư đoàn. Ở cương vị nào, ông cũng dốc toàn tâm sức vào thực hiện nhiệm vụ. Lớp cán bộ chiến sĩ ngày ấy vẫn không quên hình ảnh người chỉ huy gương mẫu, trách nhiệm, toàn tâm toàn ý với công việc. Tháng 4 năm 1988, đồng chí Phùng Quang Thanh được bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng sư đoàn 312. Một năm sau, ông được cử đi học ở Liên Xô và Học viện Quốc phòng. Sau 2 năm học tập, ông tốt nghiệp ra trường và lại được điều về làm sư đoàn trưởng. Ông tâm niệm, đã là cán bộ đảng viên thì tổ chức phân công nhiệm vụ gì phải tận tâm, trách nhiệm. Ông còn nhớ mãi những lời dặn dò của Đại tướng Đoàn Khuê, khi ấy là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
là phải xây dựng sư đoàn 312 thực sự vững mạnh và làm chuyển biến về chấp hành kỷ luật. Ông đã cùng tập thể dốc toàn tâm sức vào xây dựng sư đoàn. Một sư đoàn chủ lực đã có những chuyển biến tiến bộ, nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý đã được chia sẻ, phổ biến cho toàn quân. Và cũng từ đây, kinh nghiệm tuyển quân tại huyện và giao quân tại xã được triển khai thực hiện. Nói về đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, thì tôi nghĩ là một con người có tầm chiến lược về mặt quân sự, nhưng cũng rất là thành thạo về mặt chiến dịch và tiền thuật. Đồng chí là một con người tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc của Đảng, Nhà nước và của quân đội. Đồng thời cũng là một con người có công lớn trong việc tham mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước, cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện, xây dựng cái thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ các tỉnh thành, và đặc biệt là xây dựng cái thực lực của quân đội ngày càng vững mạnh, đặc biệt là có những cái quân binh chủng tiến lên hiện đại. Sinh ra từ nông thôn, gắn bó cuộc đời với binh nghiệp, ngoài niềm vui công việc, ông còn niềm vui riêng là hạnh phúc gia đình. Bà Lộc, phu nhân của ông, người bạn đời thủy chung son sắt, gặp nhau ở đội điều trị 46 của quân khu 4 trên địa bàn xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Khi ông bị thương nặng, phải đưa về bệnh viện điều trị. Bà là y tá tham gia chăm sóc cứu chữa thương binh. Ông bà nên vợ thành chồng từ những ngày gian khó, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Ông bà có với nhau ba mặt con, trong đó có một người con không may mất sớm. Những năm đầu giải phóng, ông đi học rồi liên tục công tác xa nhà. Bà cùng với mẹ chồng chăm sóc và nuôi dạy con cháu. Đến nay, các con ông đều trưởng thành. Mỗi người trên lĩnh vực công tác của mình đều có những đóng góp thiết thực cho xã hội. Khi đó thì cũng chẳng có gì thuận lợi, cho nên thấy khó khăn là cũng là bình thường. Thì nuôi hai con nhỏ, chồng đi vắng, mình cũng như những phụ nữ khác thôi, cũng phải tự lập hết. Và cũng phải cố gắng rèn con những cái gì nó sớm tiếp thu được và tự phục vụ được, thì mình cũng giảm bớt cái vất vả. Và bằng cái tình thương, tình cảm, cái trách nhiệm đối với chồng, đối với con, nên mình phải cố gắng. Có thể nói là tôi có một cái niềm hạnh phúc, rồi may mắn là có một người vợ đấy là thủy chung nhưng mà đảm đang và hết mực là yêu chồng thương con, luôn luôn là hy sinh vì chồng vì con. Thế có thể nói rằng mọi công việc của gia đình thì là do nhà tôi là hoàn toàn là đảm nhiệm hết. Thế những cái lần mà sinh con ấy, ba lần sinh con là tôi không có nhà. Qua nhiều năm tháng hoạt động trong quân đội, với cương vị là người chỉ huy cao nhất của bộ đội và dân quân tự vệ, xong đến với chiến sĩ, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh bao giờ cũng như một người chú, người anh, ân cần động viên thăm hỏi. Là người chỉ huy dũng sĩ và từ những trải nghiệm trong chiến đấu, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng điều căn bản nhất là phải xây dựng được tinh thần chiến đấu dũng cảm, không ngại hy sinh gian khổ của bộ đội. Muốn làm được điều đó thì cán bộ phải có tâm, có tầm, phải gần gũi, chia sẻ với bộ đội. Bên cạnh đó còn là nghệ thuật quân sự sáng tạo, linh hoạt của các cấp chỉ huy, biết phân tích thế trận giữa ta và địch. Đó là sự kế thừa truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, là sự sáng tạo đường lối quân sự của Đảng, của Bác Hồ, giúp quân đội ta làm nên những chiến thắng, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của dân tộc và mãi là niềm tự hào của thế hệ mai sau.